hẳn là một số người trong chúng ta vẫn nghĩ là cái việc chúng ta bị đổi màu da là do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, hoặc là chúng ta bị phát ban đơn thuần chỉ là dị ứng mà thôi. Thế nhưng thực tế thì đó là những dấu hiệu của bệnh viêm mạch máu. Cụ thể căn bệnh này như thế nào? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Thanh Kiều. Xin chào bác sĩ. Chào bà Niên. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, vừa rồi chúng ta đã được xem một tiểu phẩm và trong đó thì có nhắc đến căn bệnh viêm mạch máu. Cụ thể căn bệnh này là như thế nào ạ? Viêm mạch máu đó là cái tình trạng viêm của thành động mạch, hay còn gọi là bệnh viêm động mạch. Bệnh thì biểu hiện ở nhiều cơ quan, nhưng mà chúng ta thường sẽ dễ nhận biết khi thấy nó ở ngoài da. Dạ. Giống như những cái trường hợp trong cái tiểu phẩm đã nói là thấy cái thay đổi màu da. Tuy nhiên mạch máu thì nó có thể có từ đầu đến chân, cho nên là cái nguồn gốc sâu xa của bệnh á, thì cái nguyên nhân á, thường là do nhiễm trùng, và kế nữa là do bệnh tự miễn, có nghĩa là do cơ thể tự chống lại, sản xuất ra cái kháng thể tự chống lại mình. Thì tùy theo cái mạch máu ở cái vùng nào của cái cơ quan nào bị viêm thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện lâm sàng ở những cái cơ quan đó. Ví dụ như là viêm mạch máu ở cái vùng đầu là viêm động mạch thái dương thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện nhức đầu, có thể sốt, có thể nhìn mờ hoặc là mất thị lực. Nếu viêm cái mạch máu ở tay hoặc chân như trong cái bệnh Berger thì bệnh nhân sẽ bị viêm mạch máu và có cái huyết khối ở đó. Thì làm cho cái những cái bệnh nhân này bị loét, bị hoại thư các cái ngón tay, ngón chân. Nếu mà viêm mà ở ngoài da, ví dụ như trong cái bệnh ví dụ như là viêm những cái mạch máu trong cái hội chứng da niêm hạch, gọi là cái bệnh Kawasaki, thì bệnh nhân sẽ có tổn thương ở da, ở cái niêm mạc lưỡi, mắt, ở trong cái mạch vành, hoặc là trong cái bệnh lý mà người ta gọi là henoxolite thì bệnh nhân sẽ có những cái tổn thương phát ban ở da, ở ngoài da mà ở dưới chân. Ngoài ra bệnh nhân có thể đi tiểu máu là do tổn thương ở thận. Nếu như mà mắc phải bệnh viêm mạch máu mà bị phát ban thì chúng ta có thể điều trị giống như là cái cách hướng dẫn của bạn Minh Minh trong cái tiểu phẩm vừa rồi hay không ạ? Chúng ta không nên bôi hoặc là sức cái kem gì lên cái vùng da mà bị nổi hoặc phát ban. Cái cách mà điều trị phù hợp á, như đã nói là nếu mà do, chúng ta phải tìm nguyên nhân, nếu do nhiễm trùng thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh. Còn nếu mà do cái tình trạng bệnh tự miễn thì phải dùng thuốc kháng viêm, thuốc ức chế miễn dịch. Chúng ta bôi các cái thuốc hoặc là những cái kem mà không phù hợp có thể làm cho cái nhiễm trùng da nó nặng lên. Một số cái bệnh lý như đã nói có thể gây viêm, loét, hoại thư ở các cái đầu chi đó, nếu mình bôi lên không có đúng, có nhiễm trùng nó có thể lan rộng và bệnh nhân có thể bị đoạn chi. Cái việc mà chăm sóc dành cho những cái người mà mắc bệnh viêm mạch máu thì cần phải lưu ý điều gì ạ? Đối với những cái bệnh nhân bị viêm mạch máu thì nó có hai giai đoạn, cái giai đoạn cấp, giai đoạn bùng phát, thì chúng ta phải điều trị theo cái chế độ của bác sĩ là chúng ta phải dùng thuốc. Đối với cái giai đoạn lui bệnh thì cái bệnh này nó cũng vẫn thường hay tái phát, trong cái giai đoạn lui bệnh thì chúng ta vẫn phải theo dõi và có cái chế độ sinh hoạt phù hợp, ví dụ như là không có thức khuya, không có hút thuốc, chúng ta phải tập thể dục đều đặn để nâng cái sức đề kháng của cơ thể của mình lên, và phải theo dõi tái khám định kỳ để phát hiện sớm những cái giai đoạn, những cái tình trạng mà nó có thể nó bị bùng phát trở lại để điều trị kịp thời. Đối với những người có những cái dấu hiệu của bệnh viêm mạch máu, nếu như không được điều trị kịp thời thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng, những hậu quả như thế nào ạ? Về biến chứng lâu dài của bệnh viêm mạch máu thì nó rất là thay đổi, nó tùy theo. Ví dụ như nói là trong cái bệnh viêm động mạch thái dương thì bệnh nhân sẽ bị nhức đầu dai dẳng, có những cái trường hợp bệnh nhân sẽ mất thị lực nếu mà không có điều trị kịp thời. Đối với trường hợp viêm động mạch Takayasu là viêm những cái mạch máu lớn thì cái đó là bệnh tự miễn. Thì bệnh nhân có thể, nếu không có điều trị thì bệnh nhân sẽ hẹp những cái chỗ xuất phát của các cái mạch máu. Bệnh nhân sau này có thể là sẽ bị hẹp động mạch chủ, hẹp động mạch cảnh, hẹp động mạch thận hoặc là hẹp mạch vành, thì sẽ đưa đến là tăng huyết áp hoặc là gây đến hoặc là bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng thiếu máu cục bộ của những cái cơ quan mà phía sau cái chỗ hẹp. Hoặc là bệnh nhân sẽ có thể bị phình mạch máu như trong cái bệnh Kawasaki. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Thanh Kiều đã đến với chương trình bác sĩ của bạn ngày hôm nay và đã chia sẻ những thông tin kiến thức y khoa rất bổ ích, giúp cho tất cả quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh viêm mạch máu cũng như là cách phòng ngừa và điều trị. Xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn Bunny, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.
Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng của chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.